anh em trở lại với Facebook Cày Chảo của Cơ khí Nông nghiệp Vũ Hải. Anh em chúng tôi lại tiếp tục bố trí lồng của 5018 và lồng của L128 lên đường về Hải Hà, Quảng Ninh với anh nick Facebook là Phan Hải. Chào Cao Phú nha. Em chào anh Phan Hải, anh đã có mặt tại đây. Anh ơi, hai con này chỉ cân lên một con thôi, xong nhân đôi lên là nó ra. Con kia cũng cân một phát thôi. Mình ơi, này, nó ghi cân cái. Không được. Này xe rộng chán. Mình để tới cái này vẫn. Chết rồi. Bao nhiêu? Một trăm mười tám cân rưỡi. Rồi nhấc cân đây nhá.
hóa đơn ghi đi. Dạ? Không vừa. Vâng. Một một tám phẩy năm. Cậu cái cây đấy. Có xe không nhỉ? Có xe đằng kia không? Hết chưa? Cái này không. Tí nó ghi đôi kia đấy. Anh giữ cái dây này vậy. Cái đôi ở đầu xe chứ. Này bị vướng mất một đôi lồng ở đây. Vướng một đôi lồng ở chỗ này. Cao là 1m25. Cao đây từ dưới đất này lên là 1m25 này. Còn ngang này là 70. 70, 70 kia là 1m4 rồi. Của anh chắc 1m65 đến 1m7 rồi. Quay ngang ra là được. Vâng, quay ngang là thoải mái. Anh quay ngang ra thì được một cái đấy. Diện tích ở chỗ đấy.
mà. Thế nào anh? À, cho nó vào khe kia hả? Đút nó vào thôi. Đây, để lăn thế này. Lăn. Em bỏ tay. Tháo cái đít ra được. Vâng. Em nhả đít ra cho. Cầm cái cali. Cầm cái máy. Vì của anh tiếng tí anh có xếp ở đây, anh chỉ mất một cái nằm ở đây thôi, chứ không là anh lại mất hai cái ở đây, hai cái ở đây nữa thì nó to luôn ra một cái cày này thôi. Cái này cũng để lỗ này, cái này cũng để lỗ, để này mà để nằm này, cái này nằm ở đây ra được cái gì đâu. Đây nha, giờ là được một con kia nữa đúng không, chồng ở đây. Nào, tự nhiên là nó được ba cái rồi. Thế còn con cày nữa thì anh ấp vào đây, còn con mấy lồng nữa là ghê luôn. Một, hai, hai cái lên đây rồi. Thì em để nào? Chứ nếu mà để theo kiểu như thế này, cái này là... nếu mà để như thế này thì là bao nhiêu đồ của anh vẫn là đỡ người khỏe mắt. Chỉ có mất một con ở đây thôi, con cày để đúng chiều này ấp sát vào đây không là được, chỉ mất con một tí này thôi. Bây giờ con này là tập vào đây đây.
ngoài thì tôi ấy anh cho vào đây anh dựng đúng vào đây treo góc cho nên đây được đây là dựng này đây cái gì đấy bạn. Chào anh Dương Chí nhá. Em chào cô Phạm Hồng Thúy. Chào cô Phạm Thanh Quyên. Chào anh Nguyễn Công Phảng. Em chào anh Hòa nhá.
Con này á, chiều cao này 1m2. À 70. Không đủ. 70 của anh này không đủ. Kia là được 1m4 rồi. Ở trên kia chắc chỉ còn khoảng tầm 50 phân. Cái này 2m rồi. 2m là không đủ, 73 2m. Đá hả anh? Có. Đợi em tí. Anh vất cho em cái cà lê đi.
phát này nữa mới hết. Được chưa? Hết rồi.